Yo, hello, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em của game Hải Tạo Tài Chính, như mình đây, từ đường phố đây bạn, ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì lâu lắm rồi, chúng ta lại lên cái series đó là nhanh tay nhận gift code anh em nha. Và ở video ngày hôm nay thì tôi lại nhận được một kèo rôn tướng anh em, 600 thùng bia, đấy, lâu ngày bàn tay vàng trong nàng lập thuê lại được lên sóng anh em. Tiếp tục đến với quà ở fan tiểu tử đường phố, con nàng này S bao nhiêu thì tôi vừa mới xem 396 hay sao anh em. Đây chính là con nàng không bướm mà tôi đã đập ra được 4 crack anh em. À, 4 4 crack với cả 4 rách hạn hán anh em, và giúp bạn chuạc úp rách lên E5 đây các bạn. Đấy, sau pha hôm bữa thì bạn chuạc tiếp tục tin tưởng bàn tay vàng của tôi và lại giao phó cho tôi con nạc này. Đấy, hôm nay là 667 thùng bia. Mục tiêu cũng chẳng có gì, chỉ là mong sao đập ra thêm được crack để mà có thể sớm ngày lên được E5. Ok, vào đầu buổi công chiếu thì anh em tôi xin một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ channel phát triển cho mọi người rất nhiều. Và vẫn như thường lệ thôi, trên video tôi sẽ ném code trong video, anh em nào nhanh tay thì được ạ cả mọi người. Ngoài ra thì bên nay hàng tối 20:30 hàng ngày tôi sẽ lên stream với anh em. Ở bên đang phá đảo game The Bad Cat thì ạ. Đó, anh em rảnh lên ghé chơi. Vì trên live stream tôi bữa nay chắc có phát thêm code anh em. Tôi lại phát thêm code nữa, bạn nào rảnh lên nhá. Rồi, giờ thì cũng không để mất thời gian làm gì anh em, chúng ta vào việc thôi nhỉ. 600 thùng. Ok, let's go. Mong rằng hôm nay con hàng này sẽ được nhân phẩm như hôm bữa anh em. Usopp anh em, khởi động đầu tiên đã ra được ngay từng S rồi anh em. Usopp. Rồi. Một cháu. Ok, mong sao ra correct thôi anh em, thật sự. Lại là Hila. Heo Apple. Ngoài ra thì tình hình thì anh em cũng biết rồi. Hiện tại thì Hải Tạc Đại Chiến chính thức là con ghẻ của nhà phát hành Gosu rồi anh em. Con cưng năm nay là kho báu truyền thuyết. Thế đây là có thể trong thời gian sắp tới, thời lượng của kênh game Hải Tạc Đại Chiến trên kênh Tự Tử Đường Phố sẽ bị giảm xuống anh em nhé. Cũng thông báo qua anh em như vậy, bởi vì bên đây nhà phát hành bắt đầu ép sự kiện xuống, giống như game kho báu huyền thoại ngày trước của chúng ta quá nhiều anh em. Cái này tối lên giao lưu với anh em tôi sẽ tâm sự thêm. Rồi, 200S anh em. Rồi. Tiếp tục nào. R2. Killer. Dekken. Tới nào, lại là Dekken anh em. Funky à. Ok, ai đây đây. Tiếp tục nào. Ủa, nãy giờ mình được 200S anh em. Yo, pha khởi động này ngon thế mà sao đi vào trận này nghe trừng quang đấy nhờ. 200 thùng bia rồi mới được 200S anh em. Hôm nay nó dồn về sau à. Ô kìa, hôm nay nó lại tính dồn về sau à. Hàn Quốc anh em. Rồi, ba cháu. Ui, đây rồi. Hàng về đây rồi anh em ơi. Đấy, đúng rồi, cứ phải như vậy, có phải là Osuke không anh em? Rồi, cháu crack đầu tiên anh em cũng là cháu S thứ 4 luôn. Rồi, nãy giờ mình được 4 cháu S thôi anh em. Mà đã đập hết 250 thùng bia rồi anh em. Đó, 4 cháu S, 250 thùng bia rồi, hơi toang nha. Hơi bị toang rồi nha. Nhưng mà thôi, cứ ra crack là được rồi anh em. Moria cháu thứ 5 ạ. 5 cháu S. Ô kìa, tới nào. 5 cháu S rồi anh em. Nãy giờ 5 cháu à. Ủ, hơi ít rồi nha. Ra thêm nào bạn ơi. Đợt này có vẻ hơi đen, các bạn ra ngoài và lại cho nó nhịp nhàng phối phối hợp anh em. Thêm ca kim cương này, ngon. Rồi, trở lại nào. Heo Heppo. Tiếp tục anh em, chúng ta còn 300 thùng nữa. Ok, vừa đi 300 thùng mà mới được 5 cháu anh em. Rồi, tiếp tục nào. Killer. Cháu S tiếp theo sẽ là ai đây? Vẫn chưa ra các bạn. Ok, lại là Usopp ạ. Cháu thứ 6 này là Usopp anh em. Rồi, vòng lặp à.
Ở vòng nắp nữa lại ra thêm correct nữa, được rồi anh em. Đó, lại ra thêm cháo correct nữa ngon. 6 cháo S rồi. Liệu có ra được 6 thứ 7 hay không? Khó đấy nhờ. Wow. 7 cháo anh em và lại là correct tiếp nha anh em nha. 2 cháo correct rồi. Đấy. Ngon lành các bạn, ra thêm một cháo nữa thôi, tuyệt vời nhân phẩm luôn. Bàn tay vàng trong nàng đập thuê tôi chưa bao giờ làm anh em thất vọng phải không ạ? Ok, chứ anh em xứng đáng một like không à các bạn? Chào tất cả anh em đúng một không chưa nha, mọi người cho chim một like và một share là anh em ơi. 7 cháo S rồi anh em, trong đó có 2 crack, quá ngon rồi. Thêm một cháo crack nữa là tuyệt vời luôn, bí vị nhân gian luôn ạ. Nào nào, tới nào, một cháo crack nữa thôi. Cho xin thêm một crack nữa thôi ạ. Còn có chưa đầy 90 thùng nữa anh em. Tiếp tục nào. Cho đỏ Akilu ạ. Cháo thứ 8 này là cho đỏ Akilu anh em. Xin thêm crack thôi ạ. Giờ chỉ xin thêm crack thôi anh em, không đòi hỏi gì ạ. Crack nào bạn ơi. Một crack nữa nào. Sentomaru. Tới nào, một crack nữa nào. Ây da, Hàn Quốc ạ. Có thêm phát nữa thì cũng chỉ ra Hàn Quốc thôi anh em, 9 cháu. Ok, quá rồi, đập hơn rồi anh em. Đó. Hơi toa. Được ít hơn so với mong đợi anh em. Được ít hơn so với tôi mong đợi các bạn. Sự rất là ít luôn đấy chứ không ạ. Ai, thế nào, mong rằng ra thêm một cháu crack đi. Mỗi Sabo anh em. Hiện tại chúng ta thêm 2 crack thôi ạ, mới thêm được 2 crack anh em. Hôm nay màn thể hiện nhân phẩm nó hơi bị ấy anh em. Rồi. Giờ thì mong rằng sẽ mở ra Odin. 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 Luffy sắp mặt. Đây rồi, một cháu Odin. Tiếp tiếp tiếp, cháu nữa đi, cháu nữa, một cháu Odin nữa đi. Kata. Một cháu nữa nào, Luffy. Crocodile ạ, hơi khó khăn anh em. Ok, và giờ đi check nào. Correct thì hiện tại thiếu một form đấy anh em. Một form nữa thôi là lên F4 rồi. Nhưng mà hiện tại thì bạn trò cũng đang thiếu rất nhiều FP anh em. Thiếu nhiều FP vàng thì đang giữ rất nhiều. Nhưng FP thì gần như là khá là khan hiếm. Xem nào, bạn trò check sự kiện đến đâu rồi. Đăng nhập máy chủ này mua chưa? Mua rồi à? Socola. Chiến trường đi chưa? Ở nhà chiến trường à, tôi chưa cày anh em. Để mai dạy ngồi cày chiến trường cũng được. Nó ngồi dạy anh cày chiến trường. Số vòng quay chưa pull nè. Độ linh trì. Còn thiếu xong vào đây đổi ta. Thiếu P xong vào đây đổi nha. Biết này cũng hơi hiếm với cả VIP này. Nhưng mà bây giờ đây đoạn này đang thiếu này 4416 này. Đổi đây về này. Để 2 cái thôi, đang được 8 cái rồi này. Khá là ngon mà. Đây, ông đổ đi trời. Ok, chúng ta đánh boss nhá. Đánh qua boss anh em, thì tôi sẽ nhận về và đăng cho bạn Tròn luôn. Hay là để đấy nhỉ. Các bạn Tròn đang đợi lên level 100 mở luôn thẻ hay sao không biết. Chúng ta cứ đánh boss đi đó anh em. Đó, nói chung thì xong thì cũng được đống kim cương các bạn. Đấy, sự kiện tuần này thì chứa là tích kim cương thôi. Tích tiêu, bạn là thiếu correct thì tiêu thêm. Còn không thì tích lại tuần sau chơi. Và theo thông tin được biết thì như tuần sau vẫn không phải tướng mới anh em nhé. Tuần sau chỉ là chuỗi sự kiện bình thường và cập nhật thêm correct và quyển AL1. Đấy là thông tin tôi được biết. Còn đâu rõ ràng hay không thì tất nhiên là vẫn phải đợi thôi anh em. Nhưng mà đây là những thông tin tôi biết hiện tại đây anh em. Và tới tuần sau nữa thì chúng ta mới có tướng mới các bạn nhé. Bữa nay là 3 tuần một tướng các bạn. Vị chi là 1 tháng chúng ta sẽ có một tướng nó rơi vào tuần đầu tiên của tháng mới. Đấy là để thông báo luôn cho anh em nào thích hóng chờ thì các bạn biết luôn. Đó là bữa nay chính thức gọi nó luôn là 1 tháng một tướng anh em. Chứ không phải nói là 2 đến 3 tuần thì cho nó tốn thời gian các bạn. Bây giờ cứ chốt luôn kèo cho nhanh, đó là 1 tháng có một tướng các bạn mà nó rơi vào đầu tháng. Đấy, trừ ngày lễ đặc biệt thì Nami cho ra mắt thêm tướng mới cho anh em, thế thôi. Đấy, nhanh. Đỡ khỏi thấy nhiều anh em cứ hóng ngóng chờ mọi mòn tâm trạng hoang mang ra thêm. Đấy, tôi thông báo qua để các bạn cập nhật thêm để biết. Rồi.
Đây, nên rách hạn hán hiện tại đến N5 bọn chả cũng chỉ hút được xương xương. Ui, cũng được nói chứ. Ô, trang bị đặc thù sao yếu nhỉ? Có lời cày không trời? Đâu còn 8 mét ấy, có vàng à? Vàng hàng này 160 mấy mét mà, thoải mái mà. Dương boss nào. Úi rồi, toàn đấy thôi. Không ra được Bentley anh em. 9k hình ảnh này xong mở đi. Hay là chưa mở được ta? Ok, tôi sẽ dùng 3 thử 3 cái thôi, không dùng nhiều các bạn, dùng 3 cái nẻ thôi. Từ 12m 26m. 26m. Ôi trời ơi. Được 2 lần nhấp anh em. Được 2 lần nhấp ạ. À. Trời ơi, nó khó khăn thế nhở? Thề đúng kiểu mình cày ạc tốt và kiểu mình quen dùng tài nguyên rồi, giờ lâu lắm rồi mới chơi lại cảm giác hồi đầu này ạ. Trời ơi, nó kiểu ui hồn giá man ạ. U là trời. Ok, nói chung thì thôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ ngày hôm nay. Đấy, nói chung thì cũng không biết chia sẻ ra nữa, thì cũng bàn tay vàng trong năng lực thuê thì hôm nay lên sóng. Mình chơi ta nói rồi, có đỏ thì phải có đen anh em, biết làm sao mà hên mái được. Nhưng mà dù sao đây cũng đấy là 2 crack thì cá nhân tôi thấy thế là cũng ok rồi. Nói anh em thấy sao cho tôi biết ở phần comment nhá. Video không chờ tôi lại kết thúc tại đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Xíu nữa anh em rảnh thì ghé qua buổi livestream tôi chơi nhá. Giờ thì bye bye.